Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường, lời dạy cuối đừng quên. Phật hiện thân ở đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thánh chúng trên đài truyền hình Bồ Đề Phật Quốc, hôm nay chúng ta lại có duyên để tiếp tục nghiên cứu về tác phẩm Kinh Di Ma Cật. Thì kính thưa đại chúng, hôm nay là kỳ thứ 28. Thì kính thưa đại chúng, là hôm nay chúng ta tiếp tục nghiên cứu về cái đề tài thuyết pháp yếu của ngài Ca Chiên Viên. Thì trước đó chúng ta đã học cũng các phương pháp, cũng về nói về đề tài thuyết pháp của ngài Mục Kiền Liên, thì nói về pháp như ngài Phú Lâu Na, thì quán chúng sanh cái đối tượng để trình bày kinh điển, thì với cái đề tài gần như giống nhau, nhưng mà mỗi cái ý, mỗi cái pháp, mỗi vị cho chúng ta những cái ý kinh điển sẽ khác nhau. Đó quý vị để ý ha, chứ không là chúng ta nói tới ngài Mục Kiền Liên cũng nói về thuyết pháp, rồi ngài Phú Lâu Na cũng nói về thuyết pháp, rồi ngài Ca Chiên Viên cũng nói về thuyết pháp, nhưng mà ba cái nội dung trong ba cái ý nghĩa đó sẽ khác nhau, tuy là nó cùng cái tựa đề. Thì hôm nay chúng ta sẽ học tiếp tới cái đoạn mà sự trình bày của ngài Di Ma Cật trình bày về cái phản bác cái giáo lý thấp của ngài Ca Chiên Viên, rồi sau đó ngài Di Ma Cật mới trình bày cái giáo lý cao. Thì quý vị muốn hiểu được cái đoạn này đó, quý vị không có tư duy, không thiền định là quý vị không học được cái gì hết cả, mà quý vị thấy nó sự mâu thuẫn nữa. Và hoàn toàn chúng ta không hiểu được cái nghệ thuật của Đức Phật, nghệ thuật hoằng pháp của Đức Phật, và chúng ta không hiểu được cái hiểu biết của Đức Phật, và chúng ta hoàn toàn không hiểu được cái pháp môn, cái tình thương Đức Phật dành cho chúng ta. Thì quý vị sẽ thấy nó rất là lạ trong cái đoạn này nè. Thưa ngài Ca Chiên Viên, ngài không nên dùng tâm sanh diệt mà nói pháp thật tướng. Thì bữa hổm chúng ta đã trình bày rồi. Thưa ngài, các pháp không sanh không diệt, đó mới là nghĩa vô thường. Chứ vị thấy lạ đời chưa? Hồi xưa theo Phật giáo Nam truyền á, Đức Phật nói là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Nó là chân lý. Rồi qua Đại Thừa Đức Phật nói là thường, lạc, ngã, tịnh, là chỉ cho cái bản thể, cái Phật tánh. Vậy mà quý vị thấy nó nghịch nè. Các pháp không sanh không diệt. Không sanh không diệt đó là thường rồi. Mà ở đây ngài nói rằng đó là vô thường. Thấy chưa? Quý vị thấy học đạo nó nghịch lại được chưa? Rồi ngũ uẩn rỗng không. Đức Phật nói trong Bát Nhã đó, chiếu kiến ngũ uẩn dây không. Mà nếu mà không á, là nó thuộc cái gì? Nó thuộc là ngã. Nó vô ngã, mà bây giờ ngũ uẩn này đó, mà chúng ta nhìn thấy nó là vô thường, thay đổi quán chiếu như vậy đó, chúng ta thấy cho được, thì nó gọi là, mà đó là ngã, mà đó là nói về cái pháp tánh. Mà đây ngài nói rằng ngũ uẩn rỗng không, là ý nó là cái ngã đó, nó không có thường tồn, nó là vô ngã đó. Thì không có điểm sanh khởi, đó là nghĩa của khổ. Quý vị thấy rõ ràng ngũ uẩn, Đức Phật nói là cái mà ngũ uẩn này đó, là ông trình bày chúng ta thấy có nghĩa là có cái thân này là có khổ,
mà đây có nghĩa là ông nói không có khổ. Rồi các pháp rốt ráo không, không có nguồn gốc, đó là nghĩa không. Nó nghịch hoàn toàn. Vô thường thì ông nói á, đó là cái nhân của thường, đó là thường. Mà vô ngã đó thì ông nói là ngã. Bất tịnh á thì ông nói đó là tịnh. Khổ thì ông nói đó là lạc. Thì nguyên cái đoạn này quý vị thấy được gần như nó nghịch nhau hoàn toàn. Ông lấy cái tư tưởng, cái giáo lý của Nam Triền, giáo lý thấp ở dưới, ông gắn vào cái giáo lý Đại Thừa ở trên. Mà chúng ta thấy rõ ràng nó nghịch nhau mà. Vô thường, ông nói vô thường mà ông nói đó là nó là thường. Đây này, các pháp không sanh không diệt là thường rồi đó. Đó là nghĩa là vô thường. Quý vị thấy nếu mà chúng ta học đạo mà không có cái đầu mà nghiên cứu Đức Phật đó, là gần như chúng ta thấy gần như cái đoạn này, một đó là Đức Phật nói sai, hai nữa là người ghi chép sai, mà rõ ràng không phải. Quý vị để hiểu cái đoạn này đó, quý vị phải học một cái giáo lý mà trong cái nền giáo lý của Ngài Di Ma Cật chúng ta sẽ học, là cái giáo lý có nghĩa là pháp môn bất nhị. Pháp môn bất nhị có nghĩa là không có hai. Thì chúng ta sẽ đi những cái bộ kinh, những cái tông phái, những cái câu pháp để chúng ta thấy cái điểm là nó sai như thế, nó có giá trị như thế nào. Thì để một hai ví dụ quý vị thế nào. Ví dụ như bây giờ chúng ta bị bệnh mà bị rắn cắn, thì nếu mà ở quê á, người ta cần cái đọt chuối, đọt ổi, người ta nhai, người ta đắp vào thì nó sẽ rút cái độc ra. Còn nếu mà đất nước văn minh hay là bây giờ xã hội phát triển á, thì người ta cần đưa đến bệnh viện để người ta lấy độc ra. Thì đối với cái người bệnh mà rắn cắn á, hai cái này rất cần thiết. Nhưng mà đối với cái người mà không bệnh hoạn gì hết, không bị rắn cắn gì cả, thì hai cái này không có giá trị gì cả. Điều đây muốn giải thích cái gì? Có nghĩa là cái pháp môn bất nhị. Có nghĩa là nếu mà ở chúng ta học cái tầng lớp thấp ở dưới á, giống như kinh điển Nam Triền á, Đức Phật nói là cuộc đời này đó vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Nhưng mà qua kinh điển Đại Thừa, ông thấy cái trình độ, cái nhận thức mình cao lên á, ông nói cái cuộc đời này ngoài nhìn thấy ở trong cái tướng á, cái thân thể chúng ta là cái tướng, nó có vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, mà nhìn sâu vào bên trong nữa, qua kinh điển Đại Thừa thì cái vị thấy cho được ở trong cái đó, cái bản thể của nó, cái Phật tánh của nó là thường, lạc, ngã, tịnh. Nhưng mà qua kinh điển Đại Thừa chúng ta bám vào đó, chúng ta sống, chúng ta giữ chỗ đó, Đức Phật nó cũng đúng nữa. Cần phải thoát ra khỏi cái đó. Có nghĩa là sống tự tại, có nghĩa là chỉ cần cái người đó nhìn cái chúng sanh đó, nhìn cái người đó là cái về cái tướng là sanh già bệnh chết. Rồi nhìn trên cái Phật tánh á, trong cái con người đó thấy cho được là thường lạc ngã tịnh là cái Phật tánh. Chúng ta sống với cái an lạc trong cái đó thì cái đó gọi là bất nhị. Chứ không á là chúng ta từ bỏ cái giáo lý tiểu thừa mà chúng ta bám vào giáo lý đại thừa cũng không trúng. Đó, quý vị thấy cái phương pháp, cái hành trình, cái cách hay là cấp phương tiện Đức Phật dẫn dụ chúng ta thấp, từ thấp lên cao, đến khi nào chúng ta đến một cái nơi nào mà hoàn toàn yên tĩnh, hoàn toàn bình yên rồi á, thì không cần những cái dụng cụ, những cái phương pháp để đưa chúng ta lên đó nữa. Thì cái này cái vị nghe trong kinh điển rất là nhiều á,
là Đức Phật nói là cái nền giáo lý của Đức Phật là giống như kim chỉ nam cho chúng ta tìm đến mục đích mà thôi, chứ không phải là cái mục đích đó là những cái giáo lý của Đức Phật nói. Ví dụ như Đức Phật, ví dụ trong kinh điển á, ví dụ như cái người mà muốn đi qua một cái dòng sông, mà qua được cái dòng sông thì phải nhờ thuyền nhờ bè, mà không thể qua cái dòng sông rồi 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 cái người đó ôm cái dòng cái thuyền cái bè nó đi trên đất cạn, thì Đức Phật nói cái người như vậy cũng không phải là người thông minh. Mà người thông minh có nghĩa là qua cái nhờ cái thuyền bè đó qua được cái dòng sông đó cần phải bỏ luôn thuyền bè. Thì cái giáo lý Đức Phật, dù Đức Phật nói chúng ta gọi là cái giáo lý, gọi là cái chân lý, là cái mà cái sự thật, nhưng mà khi mà chúng ta trở về với cái bản thể thanh tịnh của mọi người rồi á, thì cái đồ đó không có giá trị gì cả. Dù là trong Nam Truyền là 37 phẩm trà đạo, dù là trong kinh điển Đại Thừa lục độ, thì tất cả những cái đó là cái công cụ, cái phương tiện để chúng ta trở về lấy những gì của chúng ta mà thôi. Chứ chúng ta không bám, chúng ta không quý nó được, chứ chúng ta không giữ nó, cố thủ ở đó mà chúng ta không sử dụng được cái bảo sở của chúng ta. Quý vị để ý, nên cái nền kinh điển Đức Phật nó rất là hay, mà Đức Phật của mình phải nói là một bậc thầy về cái vị nghiệp, cái người thầy tinh thông cái vũ trụ này, mới thấy rằng là hướng dẫn cho đệ tử mình đi từng bước, và đi được bước nào thì ngày xóa bỏ ngay cái những cái bước đã đi qua rồi, hướng dẫn từng bước lên. Nên quý vị thấy trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật có quá thành dụ á, có nghĩa là muốn đi đến cái bảo sở để mà khai thác vàng á, thì đi những người mà đi tìm như vậy rất là mệt mỏi. Đức Phật mới gọi là phương tiện hóa ra cái thành để cho mọi người vô đó nghỉ ngơi. Rồi nghỉ ngơi khỏe xong rồi Đức Phật biến cái thành đó không còn cái thành nữa rồi, và nói mọi người đây là cái gọi là cái hóa thành mà thôi. Muốn đi lấy được cái bảo sở vàng bạc thì phải đi tiếp tục nữa. Chúng ta học đạo phải có cái nhìn, cái hiểu biết như vậy để chúng ta không có thắc ngặt, chúng ta dính mắc vào những cái phương pháp nha, thậm chí cái phương pháp đó là cái giáo lý của Đức Phật nói đi nữa, mà chúng ta tu tập đạt được rồi mà chúng ta còn quý, còn mến, còn kéo, còn lôi nó theo cũng là sai. Giống như cái người mà qua xong rồi nhờ chiếc thuyền chiếc bè mà vẫn ôm nó không có giá trị gì cả. Thì cái này quý vị muốn hiểu được cái giáo lý này đó, thì quý vị phải hiểu được cái giáo lý của Đức Phật gọi là giáo bất nhị, không hai. Hay là hiểu một ý dễ hiểu hơn á, có nghĩa là chúng ta tu tập từng giai đoạn thì cái giáo lý nó có giá trị từng giai đoạn, nhưng mà chúng ta từng giai đoạn mà tiến lên á thì cái giáo lý dưới nó không có giá trị gì cả. Chúng ta cần để ý ở cái điểm này, chứ chúng ta cứ coi những cái dụ như tham sân si là đồ bỏ là dễ rồi, còn thậm chí mà những cái giáo lý mà tứ diệu đế thập nhị nhân duyên này kia nọ, chúng ta cứ cho nó là tốt, nó là quý, mà chúng ta đạt đến chỗ đó, chúng ta nhờ nó, chúng ta thành công rồi mà chúng ta vẫn ôm nó cũng trở thành không có có giá trị, không có tốt, giống như cái người mà qua 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 sông vậy đó. À, thì quý vị thấy ở trong cái hiểu, để hiểu cái ý này đó, quý vị nhớ ở trong tổ Chí Đạo mới hỏi, nó có bài kệ trong kinh Đại Bát Niết Bàn, cái bài kệ như thế này nè quý vị: chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Thì cái bài kệ này đó
thì nó có cái lịch sử, nó có cái sử nói rằng hồi xưa mà tiền thân của Đức Phật Thích Ca của chúng ta đó học đạo với một vị tiên nhân, mà cái vị tiên nhân này đó là khi mà nói cái bài kệ đó là chư hành vô thường thị sanh diệt pháp, tiền thân của Đức Phật chúng ta học chỉ có hai câu đó mà thôi. Thì tiền thân Đức Phật mới nói rằng thường thường một bài kệ nó tới bốn câu lận, thì có duyên ổng mới gặp được một cái vị tiên nhân này. Thì ông tiên nhân là ông nói rằng là ổng thuộc hai câu sau nữa, nhưng mà với điều kiện khi mà ông nói hai câu này đó thì ông phải leo trên 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 cây ấy, nhảy xuống để cho cái thân thể của ông nó mềm đi tôi mới ăn được, vì tuổi tôi đã già rồi. Thì tiền thân Đức Phật mới phát nguyện rằng là học hai câu sau luôn. Thì ngài tiền thân Đức Phật nói bây giờ trước khi mà ông tu mà nhảy xuống tôi chết đó, thì ông phải đọc cho tôi học trước cái đã, và tôi ghi trong đá, rồi sau đó rồi rồi tôi học xong rồi tôi mới leo lên đọt cây, tôi mới rớt xuống để nằm mềm ông ăn. Thì qua cái sự đấu đáp như vậy thì vị tiên nhân đồng tình. Thì khi mà đọc cho tiền thân Đức Phật học được bốn câu kệ này rồi á, thì tiền thân Đức Phật mới leo lên đọt cây nhảy xuống. Thì nhảy xuống á, thì cái vị tiên nhân này đó là một vị gọi là trời phạm thiên, có nghĩa là hiện ra và đỡ cái tiền thân của Đức Phật của chúng ta. Thì qua cái câu chuyện nó hơi ngụ ngôn như vậy, nhưng mà chúng ta học cái đại ý trong cái câu kệ này đó là chúng ta học này: các hành là vô thường, là pháp sanh diệt. Đó, hai cái câu đầu tiên vậy đó là chúng ta đã học được một cái giáo lý rất là tuyệt vời. Các hành là vô thường, có nghĩa là mọi sự trên đời này nó thường vận hành, có nghĩa là ý nó là mọi vật ở trên đời này nó đều vô thường cả. Một cái giáo lý không phải là đơn giản cái vị, là các hành là vô thường, là pháp sanh diệt. Rõ ràng nó là nó vô thường là cái pháp sanh diệt đấy. Rồi á, sanh diệt diệt dĩ, rồi sanh diệt diệt rồi tịch diệt là vui, có nghĩa là khi mà chúng ta học cái pháp mà cái cuộc đời này là vô thường, là khổ, là bất tịnh này đó, giống như cái giáo lý mà Nam Truyền hồi nãy nhà sư nói đó, mà chúng ta dừng ở chỗ đó đó mà chúng ta không tiến lên, chúng ta học cái kinh địa hai câu sau á, sanh diệt diệt rồi tịch diệt là vui, có nghĩa là nhìn thấy cho được vạn vật trên đời này, trên cái tướng á, là nó có vô thường, nhưng mà trên cái tánh của nó đó nó không có mất mát. Có nghĩa là vạn vật trên đời này nó được sản sinh từ vô vi, rồi vạn vật trên đời này á, nó nhiều như vậy nhưng mà chúng ta đưa nó vào hai thứ mà thôi, đó là chúng sanh hữu tình, là chúng sanh đó có sự sống và chết, là con người, là động vật, và chúng sanh vô tình đó là đất đá cây cối nhà cửa, là chúng sanh này không có sự sống và chết. Thì vạn vật trên đời được sản sinh, được sanh ra từ chúng sanh, gọi là từ cái gọi là vô vi, mà nói cái vị hiểu có nghĩa là cấp Phật tánh theo kinh điển Đại Thừa, còn theo duy thức học đó, gọi là cái thức thứ 8 hay là A là gia thức. Thì vạn vật trên đời này được sanh ra từ đó. Nếu mà chúng ta chỉ nhìn rằng cái sự sanh diệt của vạn vật trên đời này á, mà chúng ta buồn, chúng ta khổ, chúng ta nhận thức đến mức độ đó thì chúng ta học kinh điển còn thấp, nó còn được, có nghĩa là còn sanh còn diệt. Còn khi mà chúng ta nhìn nó tinh thông rồi á, có nghĩa là cái chúng sanh từ cái A lại gia thức, cái Phật tánh này đó, A lại gia thức này nó sản sinh ra vạn vật trên đời này, nhưng mà nó khi mà nó tan biến, nó sẽ trở về chúng sanh hữu tình này, vô tình này,
vạn vật trên đời này sau khi nó thành trụ hoại không sanh già bệnh chết gì đó, nó trở về với cái Phật tánh chúng ta, nó trở về với cái A Lại Gia Thức, nó trở về với cái thức thứ 8 rồi chúng ta. Cái người mà nhận thức như vậy thì đứng trước cái sự sanh già bệnh chết, thành trụ hoại không, không có buồn đau, không có khổ não gì cả. Đó, có nghĩa là không có già và không sanh ra không chết, có nghĩa là bất nhị. Cái người nhận thức như vậy đó, người ta không đau khổ, không mất mát, không rên rỉ trước cái sự thành trụ hoại không hay là sanh lão bệnh tử. Một cái nền giáo lý mà chúng ta phải thấy được cái cốt lõi, cái bản chất, cái mục đích cuối cùng rồi ấy, thì chúng ta sẽ không vướng mắc vào những cái giáo lý thấp ở dưới, chúng ta tự tại ở chỗ đó. Tại vì một người á, mà khi mà nhận biết rằng chúng ta có chết rồi, chúng ta cũng có trở về với Phật tánh chúng ta, trở về với gọi là cái vũ trụ này. Mà rõ ràng Đức Phật nói rõ ràng, mà khoa học bây giờ cũng chứng minh chuyện đó. Con người chúng ta là một tiểu vũ trụ mà được hình thành từ thất đại, theo Đại Thừa, địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến thức. Theo Phật giáo Nam Truyền có nghĩa là ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hình thức. Một tiểu vũ trụ này sau khi chết nó sẽ trả về với đại vũ trụ. Và khi đủ nhân duyên rồi, trong cái đại vũ trụ này, nó lấy từng chút từ thất đại này, trong vũ trụ này nó hình thành nên một chúng sanh mới, nó kết hợp với cái nhân quả trong đời này chúng ta gieo tạo mà thôi. Mà khi chúng ta nhận thấy được như vậy, chúng ta có buồn khổ nữa không? Chúng ta còn có nói là sanh rồi bệnh rồi chết, rồi chúng ta có nhìn thấy rồi sự có mặt hay sự vắng mặt không? Không có. Sự có mặt hay vắng mặt nó là chẳng qua là một cái chúng ta cắt một đoạn ngắn mà thôi. Trong một kiếp này chúng ta nói có mặt rồi chấm dứt. Chứ chúng ta kết nối luôn, sau khi chúng ta chết trở về vũ trụ, và từ vũ trụ đó chúng ta sản sinh ra chúng sanh mới. Thì không có, có nghĩa là cái phương pháp không có hai, có nghĩa là bất nhị. Chúng ta để ý ở cái điểm này, chúng ta học cái này để làm cái gì? Chúng ta nhận thức mọi sự việc, mọi vấn đề nó tinh thông từ cái ban đầu cho đến kết thúc. Mọi việc trên đời này nó không có cái hề cái gì mà biến mất và mất mát cả. Đó là chúng ta học ở cái câu bài kệ đó ha. Rồi sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt là vui. Chúng ta rên rỉ bởi vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, cái đó không trúng, chưa đủ. Mà chúng ta cần phải diệt bỏ luôn cái suy nghĩ, cái hiểu biết đơn giản như vậy. Mà chúng ta thấy rằng cái sự sanh diệt đó chẳng qua là một giai đoạn mà thôi. Nó còn từ chúng sanh hữu tình rồi sản sinh ra, từ vô vi nó sản sinh ra hữu vi, rồi từ hữu vi nó tan biến, nó trở về vô vi. Là một cái ý mà trong bài kệ chúng ta cần phải hiểu. Và chúng ta hiểu được ý này á, là chúng ta hiểu được cái ý ở trên á, là ngài Di Ma Cật nói là các pháp không sanh không diệt, đó là nghĩa vô thường. Là một ý. Rồi chúng ta hiểu thêm một cái bài kệ này nữa là quý vị sẽ hiểu thêm nè, là pháp bổn pháp vô pháp, vô pháp pháp diệt pháp, kim phó vô pháp thời, pháp pháp hà tàng pháp. Là cái bài kệ này Phật đã truyền cho ngài Ca Diếp, là vị tổ đầu tiên sau Đức Phật. Thì quý vị hiểu nè, pháp là pháp vốn xưa không pháp. Pháp có nghĩa là nói cái này, cái ly là một pháp, cái bình một pháp, cái chén một pháp, giáo lý là một pháp. Pháp là pháp vốn xưa không pháp, tại vì chúng ta tự đặt ra, tự cho nó, tự quy định nó. Mà ở trong di thức quý vị học có ba cái tánh mà quý vị để ý.
Mà cái này nó sẽ gỡ mở luôn cái ý mà ở trên là cái việc hiểu này. Trong duy thức á, chúng ta lấy duy thức để giải thích cái đoạn trên nữa. Có học duy thức chúng ta học nó nhiều như vậy, chúng ta chỉ cần nhớ ba cái ý này thôi là chúng ta có thể là sử dụng được cái tâm duy thức để trong quá trình tu tập chúng ta. Thứ nhất là biến cái chấp. Thứ hai nữa là y tha duyên như sanh khởi. Thứ ba là viên thành thật. Biến cái chấp có nghĩa là chúng ta cùng nhau quy định, cùng nhau chấp nhận, cùng nhau cho một cái tên gì đó. Giống như cái này người Việt chúng ta gọi cái tách, rồi cái này gọi chúng ta gọi là cái ly, rồi cái này chúng ta gọi là chai nước. Gọi là biến kế chấp cùng nhau quy định. Nhưng mà nhớ đây là một số nhỏ thôi. Người Mỹ người ta đâu có dùng cái từ cái này là cái tách, hay là người ta nói đây là cái chai nước, mà ta dùng cái từ khác. Hoặc là người châu Âu, châu Á, châu Úc, châu Mỹ, mỗi châu nó sử dụng cái từ khác nhau để nó chỉ cái này. Thì rõ ràng là biến kế chấp chấp nên một cách sai lầm. Nhưng mà quý vị thấy nó đơn giản như vậy, nhưng mà nó làm chúng ta khổ không ít. Như người Việt chúng ta nói đây là cái ly, nhưng mà con cháu ai mà nó sai cái tách, ai nói đây là cái bát hay là cái bình là chúng ta bực bội khó chịu. Rõ ràng là biến cái chấp chúng ta tự quy định nó, tự cho nó cái tên. Rồi tự cái tên đó, tự cái quy định đó nó làm khổ chúng ta không. Nhưng mà gần như trên cuộc đời này do chúng ta biến cái chấp tạo ra tên tuổi không. Rồi từ cái biến cái chấp đó nó quay ngược lại nó làm chúng ta khổ. Đó là một trong những cái đức tánh gọi là biến kế chấp trong duy thức. Bây giờ muốn sửa cái biến cái chấp này cho nó trúng thì bây giờ chúng ta lấy cái ly này, cái tách này, chúng ta nói nó không có cái tên gì cả, không có tên tách. Bây giờ chúng ta hỏi mi phải cái tên của mi là mới sanh ra là nó có tên tách không? Cái ly nó còn không nói tiếng nào cả, nó không nói nó tên tách đâu. Nhưng mà gọi là cái thứ hai này chúng ta hiểu trúng á, y tha duyên như sanh khởi, có nghĩa là chúng ta phải hiểu trúng cái quy trình và cái hình thành cái tách này, là chúng ta phải hiểu được cái tách này nó được hình thành, nó hoàn toàn nó mới sinh ra, nó không có cái tên tách, là một cái. Và cái hình thành một cái tách này nó phải có nhiều nhân nhiều duyên, mà dùng cái từ là trùng trùng nhân duyên, không thể ai liệt kê được bao nhiêu cái nhân cái duyên nó hình thành cái tách này được. Như nhiều lần phân tích cái việc đấy, nội chúng ta nhìn cho được thấy trong này là có cái hình ảnh của cái người nghệ nhân, cái người mà sáng tác ra cái này, phải có cái ông này ổng mới hình thành, ổng nó làm cái tách là nó phải dài như thế này, nó tròn như thế này, nó có cái quai như thế này, rõ ràng phải có cái ông này mới được, chứ không thể tự nó sanh ra được. Thì khi mà có ông này á thì quý vị thấy rõ ràng trong cái ông này muốn có cái ông này ổng tồn tại được á, thì quý vị thấy phải trong cái ông này phải trùng trùng các thứ khác nữa. Ổng muốn sống thì phải nói là trong cái con người ông này kính thưa các loại rau, rồi kính thưa các loại động vật nó nằm trong cái ông này. Nếu mà chưa nói là ổng còn nhiều thứ nữa, đất nước lửa gió nó đầy trong cái đó hết. Thì ai là cái người mới mình phân tích là cái người có nghệ nhân thôi đó, là chúng ta thấy là trùng trùng nhân duyên rồi. Bao nhiêu rau, bao nhiêu củ, bao nhiêu nước, bao nhiêu rồi muốn có được cái anh tiều phu, cái anh mà nghệ nhân này phải có cha mẹ anh nghệ nhân, ông nội ông ngoại nghệ nhân. Ồ, nó kéo ra cái gì đấy, gọi là trùng trùng nhân duyên. Để làm cái gì? Để Đức Phật muốn nói là muốn hiểu được cái tách này, gọi tạm gọi là cái tách để hình thành đó, gọi là trùng trùng nhân duyên.
mà trùng trùng nhân duyên á, nó không có cái tên tách gì cả. Hiểu đạo hơn những người không hiểu đạo, ai muốn kêu nó cái tách hay cái gì nữa cứ nó không nói tiếng nào cả. Và chúng ta biết được cái hình thành cái tách này nó trùng trùng nhân duyên, không thể ai liệt kê được hết. Mai mốt chúng ta có đi đâu đi nữa, ai có nói cái này là cái bình, ai là cái ly, hay ai nói là cái gì đi nữa, mình cũng không không buồn, không bực, không tức trước cái danh từ của người ta. Đó là y tha duyên như sanh khởi, hiểu đúng cái nhân duyên nó hình thành. Tên của nó không phải tên tách, ai muốn kêu tên gì đó tên. Cái hình thành nó phải trùng trùng nhân duyên. Mà khi mà cái người mà hiểu được cái này đó, thoát ra khỏi cái biến cái chấp là một, hiểu được cái nhân của nó hình thành và cái tên của nó không trúng, thì đi đâu người ta có nói sai đi nữa cũng không đau khổ. Mà không đau khổ được cái vui đó, được cái an lạc, cái tự tại đó, là cái đó gọi là cái tánh thứ ba là y cái viên thành thật. Chỉ cần sử dụng làm trúng cái tánh thứ hai y tha duyên như sinh khởi thì cái tánh thứ ba là viên thành thật nó có mặt. Thì trong cái ý nghĩa ở trên này cũng vậy, chúng ta học cái nền giáo lý mà chúng ta cho nó là vô, cho nó là tiểu thừa hay đại thừa, mục đích để những cái giai đoạn đó để chúng ta đối trị với cái tâm chúng ta tu tập, để chúng ta giải thoát thoát ra khỏi nó. Và khi mà được lên cái mà cái đỉnh cao, được tự tại sống với cái Phật tánh, cái chân tâm của chúng ta đó, thì hoàn toàn những cái phương pháp tu không có giá trị gì cả. Đến mức độ mà Đức Phật ông chỉ gì chúng ta không không dính mắc vào cái pháp môn tu của Đức Phật nữa, khi mà chúng ta đạt đến cái đỉnh cuối cùng. Như hồi nãy chúng ta nói đó, cái người mà không bệnh hoạn gì nữa, những cái thuốc kia không có giá trị. Giống như một người mà say xỉn thì từ ở ngoài đường đi vào trong nhà đó phải cần cái hành lang để người ta nương vào, hai người bệnh người ta nương vào cái hành lang đó, người ta đi vào nhà. Cái đó gọi là biến cái chấp, phải nhờ một cái gì đó. Rồi cái khi mà cái người này người ta hết bệnh đau chân hay người ta hết say xỉn rồi hết đau, không cần cái hành lang này đi nữa, ta đi bằng hai cái chân một cách sẵn thẳng như vậy đó, thì cái hành lang này bỏ đi. Chúng ta trở về với Phật tánh, với chân tâm chúng ta, giống như chúng ta không còn đau đớn gì cả. Thì cái hành lang, cái cây mà cầm để hướng dẫn chúng ta đi không có giá trị gì cả. Đó là cái ý trong cái bài kinh này đó, chuẩn bị cho chúng ta về sau này chúng ta sẽ học một cái pháp môn bất nhị của giáo lý nhà Phật. Giống như trong kinh Đức Phật nói á, một người mà giống như bị bệnh 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 mắt mà nhìn trong cái không gian này, nào là đom đóm, nào là những sợi dây chỉ nó giăng ngang, thì những người bệnh người ta thấy trong cái không gian là nó có hết. Còn những người bình thường người ta cũng ngồi ở đây nhiều người, nhưng mà ta thấy không gian là không có gì hết. Thì cái người mà bệnh á, người ta thấy trong cái không gian này có nào đom đóm, nào sợi dây điện này kia nọ, người ta yêu cầu cái người mà không bệnh á, anh hãy nói cái đom đóm cái bông này bao giờ nó nở bông. Thì cái người mà không bị bệnh mắt này đó, người ta sẽ không nói được. Tại vì con mắt của người ta không có bệnh, người ta nhìn trong cái không gian này không có cái những cái đom đóm, những cái bông hoa, những cái sợi dây, chỉ có những người bệnh mới có cái đó. Thì cái người mà tu tập mà nhận thức từ cái tướng đến cái tánh, từ cái bản thể, từ cái tướng có nghĩa là cái hữu tình,
nó trở về với cái vô tình, là cái tánh, từ cái rồi từ cái vô vi này nó sản sinh ra như vậy. Nhìn thấy như vậy thì không có cái chỗ mà sanh và không có chỗ mà diệt. Đó là cái quy trình vận hành của tuần hoàn mà thôi. Cái pháp môn Bát Nhị ở đây cũng y chang như vậy. Đức Phật chỉ chúng ta cái phương pháp tu là lý do đó. Không phải chúng ta lên đến đại thừa xong rồi chúng ta đạt được những cái mục đích của đại thừa, nó cho cái pháp môn đại thừa cho được rồi chúng ta bám, chúng ta giữ, chúng ta níu vào cái pháp môn đó, chúng ta không bỏ. Chúng ta để ý cái đó ha. Rồi ngài nói rằng là pháp vốn xưa không pháp, không pháp mà cũng pháp đó đây. Thì đó là do cái biến cái chấp mà thôi. Ta trao không phải pháp hôm nay, pháp mà pháp nào pháp nấy, nào hay pháp nào. Có nghĩa là cái giáo lý mà thấp ở dưới đó thì ngài chỉ cho này là sanh già bệnh chết, nhưng mà qua đại thừa nhìn từ cái bản thể thì nó không có cái sự sanh già bệnh chết trong đó. Đó là cái mà trong cái bài kệ mà của tổ Phật mà truyền cho ngài Ca Diếp. Có nghĩa là ông đừng nói là cái pháp ở trên đời này mà Như Lai truyền cho ông á, nó có cái pháp như vậy, nó có pháp như vậy rồi nó sanh già bệnh chết như vậy, mà ông giữ ông bám níu vào đó không được. Mà cái ý niệm của ông về cái sự sanh già bệnh chết nó đã sai rồi, mà cái ý niệm tiêu diệt luôn cái sanh già bệnh chết đó cũng là cái sai nữa. Ông tu tập ông nhìn làm sao ông thấy cho được các pháp trên đời này không có sanh, không có già, không có bệnh, không có chết, không có thành trụ hoại không. Có nghĩa là thấy cho được cái nguồn gốc sanh diệt của các pháp trên đời này. Nên quý vị đọc trong Đại Bát Niết Bàn hay là trong 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 Bát Nhã, bát sanh, bát cáo, bát tịnh, bát tăng, bát giảm. Đó là mấy cái ý đó đó. Khi mà chúng ta nhìn bởi cái đó, chúng ta sống bởi cái đó, thì rõ ràng chúng ta học được một cái nền giáo lý từ tiểu thừa cho đến đại thừa mà tinh thông lên mức độ đó. Quý vị để ý ha. Hoặc là chúng ta lấy thêm một cái ví dụ để chúng ta ví dụ về cái giải thích thêm cái đoạn đó. Thì thường thường ở trong kinh nó có rất nhiều vị Bồ Tát, nhưng mà ở đây nhà sư lấy ba cái vị Bồ Tát mà cho quý vị thấy á, là chúng ta tu tập cũng giống như dựa trên ba cái vị Bồ Tát này, ba cái trình độ có nhận thức khác nhau. Giống như là đẳng giác Bồ Tát là cái vị Bồ Tát này nhìn vạn vật trên đời này trên cái hình tướng gọi là đẳng giác Bồ Tát. Rồi cái vị Bồ Tát thứ hai là bất đẳng giác Bồ Tát, có nghĩa là nhìn cái chúng sanh hữu tình ha, là vạn vật trên đời này trên cái bản thể. Rồi vị Bồ Tát thứ ba đó tu tập cái phương pháp là tu là bất đẳng giác Bồ Tát, có nghĩa là cái vị Bồ Tát này nhìn cái vạn vật trên đời này, nhìn cái chúng sanh đó là cái gọi là đẳng giác Bồ Tát tu tập á, thấy cho được trong cái đẳng giác Bồ Tát này, cái vị Bồ Tát này đó nó có bất đẳng giác trong đó, có nghĩa là thấy được trong cái vô thường cái thân này nó có cái thường cái Phật tánh trong đó, là cái vị Bồ Tát thứ ba. Mà trong kinh Đức Phật nói rằng nếu mà trong ba vị Bồ Tát này tu tập á, là cái vị Bồ Tát thứ ba đó bất đẳng giác Bồ Tát là thành Phật trước. Tại vì cái vị này nhìn vạn vật trên đời này từ cái bản thể cho đến cái tướng, rồi từ cái tướng đó nó trở về với bản thể,
Mà nhìn tinh thông như vậy thì gần như không có thấy cái cuộc đời này mất, hay là biến, hay là không tồn tại một cái gì cả. Mà chẳng qua là những cái lúc mà nó vắng mặt, nó không thấy được đó, là nó tạm vắng mặt mà thôi. Chứ bây giờ các nhà khoa học cũng chứng minh chuyện đó. Vạn vật trên đời này không có biến mất một cái gì cả, mà chẳng qua nó thay đổi từ trạng thái này qua trạng thái khác. Giống như chúng ta thấy nước á, nước cũng là một cái trạng thái như vậy. Từ một trạng thái nước là một cái hồ nước, rồi bốc hơi lên, rồi nó qua cái trạng thái hơi, rồi nó đến một cái tầng mây nào đó, nó tụ, gọi là cái trạng thái mây. Rồi từ mây đó nó biến thành nước, nó rớt xuống. Rõ ràng là vật vô tri giống như là nước, mà rõ ràng nó biến từ trạng thái này qua trạng thái khác, chứ không hề mất mát miếng nào cả. Chúng ta học đạo, chúng ta phải liên kết, chúng ta phải dựa trên những cái khoa học bây giờ để cho chúng ta thấy vấn đề đó. Đó là chúng ta muốn hiểu được cái đoạn ở trên đó ha. Là ý ngài muốn nói á, là trong cái đoạn này muốn nói là chúng ta học cho được cái phương pháp bất nhị. Mà phương pháp bất nhị ở đây có nghĩa là giống như là không có dính mắc vào. Bất cứ một cái vấn đề nào cả, mà bắt buộc cái người đó phải nhìn nhận, hiểu biết cho được tinh thông từ cái nguồn gốc sản sinh cho đến trở về với nó. Cái cuộc đời này khổ và vui á, cái cặp phạm trù đó đó, chúng ta khi mà chúng ta thấy có khổ á, khi mà có A thì phải có B, có số 1 phải có số 2, có khổ thì phải có vui. Nếu mà chúng ta một cái bài hát, một cái bài thơ mà chúng ta rên rỉ, chúng ta buồn đau trước cái sự, có nghĩa là mất mát, thì cái giáo lý, cái bài hát hay là bài thơ đó không có giá trị gì cả. Hay chúng ta nói rằng là có cái bài thơ nó là cái gì mà biển khổ mênh mông sóng lục trời, khách trần chèo một chiếc thuyền khơi, thuyền ai ngược gió ai thu gió, cùng chung một biển thắm thôi. Đó là một cái bài thơ, nó làm cho con người bi quan yếm thế, không có cái đường thoát. Mà cái nền giáo lý nhà Phật không phải dạy cho chúng ta hiểu biết về vấn đề đó rồi chúng ta buồn đau khổ trong đó, mà làm sao chúng ta thoát ra khỏi cái đó. Có nghĩa là đứng trước cái sự khổ và vui, đó là cái ý niệm của chúng ta mà thôi. Do chúng ta mất chánh niệm, hai chúng ta ở trong cái hoàn cảnh đó chúng ta mới tiếp cận cái đó. Còn khi mà chúng ta đứng trên cái tư tưởng, cái giáo lý, cái tánh không á, thì gần như cái khổ và vui nó không có. Mà nó giúp cho người ta đứng trước cái khổ và cái vui này là thoát ra khỏi nhận thức được. Cái khổ và cái vui chẳng qua là cái suy nghĩ, cái nhận thức, cái hiểu biết sai lầm, mất chánh niệm thôi. Chứ bản thân cái khổ tìm không có, bản thân cái vui tìm không có. Mà chúng ta đứng trước cái khổ chúng ta lo âu, mà chúng ta vui ở trong cái vui cũng chưa được. Chúng ta phải tự tại trước cái khổ và cái vui. Cái đạo Phật không phải là rên rỉ, cái đạo Phật không phải là chỉ chúng ta thấy cái cuộc đời xong rồi chết hay là khổ đau trong đó. Mà Đức Phật chỉ cuộc đời khổ đau rồi Đức Phật dẫn chúng ta, hướng chúng ta ra ngoài khỏi cái khổ đau đó. Chúng ta để ý cái điểm đó là một trong những cái mà chúng ta cũng cần sẽ đọc thêm cái đoạn mà của Ngài trực chỉ của Ngài Như Uyển Thiền Sư á, để chúng ta hiểu thêm. Học Phật phải tập nhìn vạn pháp qua hai mặt, thuyết pháp cũng vậy. Pháp có pháp tánh và pháp tướng, chưa ngộ nhập được thật tướng. Nè, cái từ thực tướng trong cái giáo lý nhà Phật á, nếu mà chúng ta học kinh điển Đại Thừa mà chúng ta không kham nổi, chúng ta không hiểu được cái thật tướng của các pháp á, là chúng ta mới có học kinh điển Đức Phật mới một nửa mà thôi.
Thật tướng của các pháp là vô tướng, có nghĩa là cái tướng mà nó hình thành cái ly, cái chai nước này nó là giả tướng, nó là kết hợp nhiều nhân nhiều duyên nó tạo thành, mà nhiều nhân nhiều duyên tạo thành thì nó sẽ vô thường phải khổ, nó không có tướng thật. Thật tướng của nó là vô tướng, nó không có tướng. Đó là cái đỉnh cao của kinh điển Đại Thừa. Chỉ có nói được pháp tướng, thể nhập được thật tướng mới được pháp tánh. Quý vị thấy Ngài hướng dẫn chúng ta cái cách nhận thức vấn đề. Thấy cái ta thật có cho nên thấy cái ta vô ngã. Do chúng ta sai lầm thôi. Do chúng ta thấy là chúng ta có thật nên chúng ta mới có là tiêu diệt cái vô ngã. Muốn ngã và vô ngã sở trường cửu nên thấy vạn pháp dây không. Rồi thấy phiền não là thật cho nên thấy là tịch diệt niết bàn. Rõ ràng chúng ta nhìn cái cuộc đời này là vô thường khổ vô ngã bất tịnh, rồi chúng ta đi cào cái niết bàn là đúng đấy. Nếu mà chúng ta học thấp nó là đúng đấy, học kinh điển thấp là chúng ta thấy đúng rồi, rồi khổ rồi chúng ta cào niết bàn. Nhưng mà cái người mà tu tập tốt á, không bị vô thường khổ rồi đó, cái niết bàn không có, nó không có, mà chúng ta sống trong niết bàn. Đó là cái nghĩa là Đức Phật chỉ chúng ta cái pháp môn bất nhị là cái chỗ đó, chứ không phải là chúng ta từ bỏ cái nền giáo lý thấp rồi chúng ta lên học đại thừa xong mà chúng ta được hưởng trong đó thì chúng ta sống và chúng ta chết trong đó cũng đúng. Thật tướng vạn pháp là chân thường. Thật tướng của vạn pháp là chân thường. Vì các pháp sanh không thật sanh. Như nãy thì nói là không thật sanh, nó là giả. Các pháp diệt không thật diệt. Từ mà chúng ta thấy từ cái chúng cái vô tình á, từ hữu vi á, nó sanh ra rồi chúng sanh hữu tình vô tình, rồi nó chết đi, nó trở về, nó thành trụ hoại không, nó trở về với vô tình. Sanh không thật sanh, có nghĩa là chúng ta thấy nó hình thành nên rồi chúng sanh hữu tình gọi là sanh, nhưng mà không phải. Nó tạm gọi là nó tạo nên cái tướng đó, rồi sau khi mà nó sanh già bệnh chết là chúng ta nói diệt, nhưng không phải. Nó trở về với cái nguyên thủy của nó. Thật tịch các pháp diệt không thật diệt, chúng ta phải thấy cho được cái này để chúng ta mới tự tại trước cái sự mà chết chóc của chúng sanh hữu tình, và chúng ta mới được gọi là tạm được bình yên trước cái vạn vật chúng sanh vô tình nó thay đổi. Nhà cửa xe cộ nó cũng là cái mà tạm sanh tạm diệt trên cái nhìn cái con mắt, có nghĩa là con mắt bị bụi của chúng ta mà thôi. Mà khi con mắt chúng ta bị bụi, chúng ta nhìn nó không đúng sự thật. Không sanh không diệt là thật tướng của các pháp, nhìn banh mặt pháp tánh. Đó, chúng ta phải thấy cho được cái đó. Vì thật tướng là vô tướng. Đó, như sư nói đó, sư nói là cái kinh điển Đại Thừa nó quá hay, mà gọi là cái thực tướng của các pháp là vô tướng đó. Mà cái này mà chúng ta học kinh điển mà chúng ta không am hiểu và chúng ta không hưởng từ nó được là chúng ta học kinh điển còn rất thấp. Thì chúng ta thấy là thật tướng của cái pháp là vô tướng, cái này là cái tướng, nó hình thành nên cái bình nước, cái chai nước này nó là giả tướng. Chứ nó thật tướng của nó là nó không có sanh già bệnh chết hay là thành trụ hoại không, mà nó là giả tướng. Mà giả tướng là do nhiều nhân nhiều duyên tạo thành. Mà khi gọi là nhiều nhân nhiều duyên tạo thành thì nó sẽ dẫn tới cái gì? Vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Rõ ràng chúng ta chỉ cần học đúng cái quy trình của nó, chúng ta sống tự tại với cái quy trình đó là chúng ta có được an lạc thôi. Đức Phật chỉ chúng ta cái nhìn, cái thấy rất là chính xác, rất là cội nguồn của nó. Mà chúng ta nhìn bởi cặp mắt đầy cái bụi bặm không, chúng ta thấy nó là trường cửu vĩnh hằng không,
mà nó thay đổi là chúng ta khổ đau. Cái sai lầm của người, cái người phàm chúng ta là từ cái chỗ đó thôi. Vì thấy vạn pháp sanh diệt vô thường cho là khổ. Đó, có nghĩa là chúng ta học võ công á, là chúng ta học thấp ở dưới á, chúng ta học mới vô, giống như vô mà Thiếu Lâm tự học 5, 10 năm đổ lại á, là gần như cái người đó là đi đâu cũng ra chiêu hết, tay chân múa máy đủ thứ hết. Nhưng mà những người mà ta Thiếu Lâm tự mà ta học võ công mà thâm hậu rồi đó, gần như là không thấy những cái vị đó là thể hiện một cái võ công nào cả. Nhưng mà trong con người đầy đủ võ công. Thì ở đây ví dụ giống như vì chúng ta thấy cái pháp sanh diệt vô thường nên chúng ta gọi là nó khổ. Nhưng mà cái người hiểu tốt á, vô thường là nó cũng trở về với cái chân thường của nó. Mà chân thường có nghĩa là cái Phật tánh, chân thường là cái vô vi, chân thường là ai lại giải thức, chứ có gì đâu phải khổ. Vì thấy vô thường khổ không cho nên thấy vạn pháp vô ngã, cũng có sai lầm nữa. Chúng ta để ý, từ cái sai lầm nhận thức sai lầm một cái nó đưa lên cái sai lầm hai. Đó là chúng ta để ý cái đoạn đó. Rồi cái sai lầm của Đại Thừa, cái nhận thức giáo lý cao này, vì biết vạn pháp là thường cho nên là gọi là chân thường, cũng sai nữa. Vì biết vạn pháp là chân thường, chân lạc cho nên là chân ngã. Lên đến Đại Thừa, Đức Phật cũng nói cần phải vũ bỏ nó luôn. Nếu mà chúng ta đạt cái nhìn, cái thấy cái an lạc chỗ này, cần phải vũ bỏ nó luôn. Giống như cái người mà qua sông á, qua sông rồi bình yên rồi, đừng bao giờ mang chiếc thuyền theo lưng nữa. Đó là một cái ý nghĩa gọi trong kinh Đức Phật là cho chúng ta cần phải nhận thức cho rõ. Tuy là cái giáo lý Đức Phật chúng ta cho là chân lý, là sự thật, là đã tốt thiệt, nhưng mà nó gọi là 37 phẩm trợ đạo, nó là phụ thôi. Cái đó là cái chính. Chúng ta đạt đến cái mà những cái phương pháp này cho chúng ta tu tập rồi ấy, thì cái phương pháp này cũng phải cần từ bỏ, cần phải loại trừ nó đi, chứ đừng bám níu vào nó mà chúng ta không hưởng được cái an lạc. Đó, thì hôm nay chúng ta sẽ kết thúc cái bài liên quan tới cái bài thuyết pháp của Ngài Ca Chiên Viên với Ngài Di Ma Cật, thì cho chúng ta những cái giáo lý rất là cao siêu. Mà cái này quý vị muốn hiểu nhiều, quý vị phải cố gắng, có phải qua quá trình tư duy thiền định nhiều lên. Thì xin được nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo chứng minh và gia hộ cho thính chúng được thân khỏe tâm an, bồ đề tâm kiên cố. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật hiện thân ở đây như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường, lời dạy cuối đừng quên. Phật hiện thân ở đây.